Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. MV Agusta F3 RC 2017 chỉ có 350 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc F3 RC 2017 phiên bản đặc biệt của F3 mẫu Sportline 800cc và 675cc của hãng xe Ý MV Agusta. F3 RC sở hữu bộ tem màu đỏ trắng xanh dương, trông giống như ông anh F4 RC, xe có mặt một chiếc duy nhất ở Việt Nam. Chiếc xe đối thủ cạnh tranh nặng ký với những sport như Yamaha R6, CBR600 hoặc Pininfarina 899 v.v. Thiết kế của F3 RC được tạp chí mô tô trên toàn thế giới đánh giá khá cao. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn về kinh tế trong thời gian qua, nhưng hãng MV Agusta đã tuyên bố hãng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ tung ra những sản phẩm chiến lược vào cuối năm nay và đầu năm 2017. Cùng với chúng tôi ngắm chi tiết MV Agusta F3 RC vừa ra mắt của hãng. Nhìn vào xe, thật sự ấn tượng với người xem lần đầu tiên. Chiếc F3 RC có hai phiên bản gồm Street và Racing, trong khi Racing với yên solo. Giá của F3 RC dao động khoảng 658 triệu đồng, giá bán tại nước ngoài. Ngoài ra, xe còn được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 800cc cho công suất lên tới 148 hp và có phiên bản 675cc cho công suất lên tới 128 hp. F3 RC có 8 mức control, traction control, có 3 mắt chạy, tốc độ tối đa của xe vào khoảng 269 km/h. Thiết kế đầu đèn tuyệt đẹp của F3 RC, xe có gói phụ kiện tùy chọn như áo quải chùm, ốp in solo, chống nâng sau, phát biển số đồ chơi v.v. Chiếc F3 RC 2017 có hai phiên bản là 670cc và 800cc sẽ chính thức lên kệ vào thị trường vào tháng 11 2016. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhấn subscribe.